các bạn đang xem trên tay tôi đó là ốp mạ phần trước hay viền mạ phần trước của dòng xe Mitsubishi Xpander. Đây là viền mạ hoặc ốp mạ này các bạn này, mạ rất là sáng bóng, ốp mạ đúng là mạ đấy, được trực tiếp của Tùng An Việt nhập khẩu từ Indonesia về và phân phối tại thị trường Việt Nam. Xịn chính hãng, quay nhìn trên sản phẩm nó có cả mã sản phẩm luôn, thì sản phẩm được trực tiếp Tùng An nhập khẩu từ Indo về và phân phối tại thị trường Việt Nam với giá thành cực kỳ cạnh tranh. Đây là viền mạ phần trước, nó ốp với chỗ đầu ba đời sốc, nằm ở ngay phía đầu ba đời sốc, thì dẫn đến là khi mà chúng ta đi xe trên đường thì dẫn đến là đâm va hay gãy vỡ cái viền mạ này của dòng xe Mitsubishi Xpander. Thì do đó bắt buộc các bạn phải thay thế, thì phụ Tùng An Việt chuyên nhập khẩu và phân phối phụ tùng dòng xe Mitsubishi Xpander chính hãng tại thị trường Việt Nam với giá thành cực kỳ cạnh tranh. Thì các bạn nhu cầu thay thế phụ tùng dòng xe Mitsubishi Xpander thì vui lòng liên hệ với phụ Tùng An Việt. Đến với chúng tôi thì các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng và giá cả của tất cả các dòng xe Mitsubishi tại thị trường Việt Nam. Đây là viền mạ phần trước hay ốp mạ phần trước.